qua đường qua đường và bỏ đi khám phá vòng vòng khu vực. Hello bà Thỏ. Hello. $5.99/thau. Hôm nay Phò Phò đi khám phá cái chợ ở gần nhà nha, chợ Mỹ. Thiếu mua thiếu hụt mà chạy ra đây. Nhưng mà chắc cũng bấm bụng chắc không mua nổi quá. Nổi rồi. Coi à, mà bo 5 đồng mấy rồi. Còn cái này có ở chỗ mình có 2 đồng. Dạ. Yeah. 2 đồng. Khu này là chợ Mỹ. Kia bằng local market, chỉ có những người ở khu ở trong đây người ta ra đây người ta mua đồ thôi nha. Nhưng mà giá cả thấy hết hồn hả bà Phở? Quá cái trời. Cái này Việt Nam. À giống như trái giống đó. Cà mà 5 đồng mấy một thao, thấy ghê không? 6 đồng bạc một thao. Rồi. Đó. Qua đây coi rau cải cho bà Phở. Đâu để coi cây celery nè. À 3.99 một bó. Đó. Còn có mấy sen. À 50 sen. À. Thôi đi ra được rồi đó. Thấy là kêu bằng là má ở đây ấy, cái này rẻ hơn nè. Cái này 2 đồng mấy nè. Cái này có 2.99 à. Một bó. Cái này ăn bên mình. Nhưng mà cũng mắc hơn chỗ khác. Ở bên kia mắc hơn, chắc bên kia organic. Đó. Cái chợ nhỏ nhỏ gần nhà. Bà Phở hết hồn. Ây, có bán lá quế nữa hay gì vậy? Không, không phải lá quế, min. Min hả? Min là bao nhiêu một bó đây? Không có thấy giá tiền. Apiso là 2.99 một bông. Có gừng, có ớt, có đủ hết. Ok. Rồi đi vòng vòng một vòng cái chợ. Có bán sẵn đồ ăn, trái cây đồ này kia. Mà cái gì cũng mắc hết trơn. Rồi bỏ phải đi chợ 88. Bên đây là hàng đồ ăn. Ok. Rồi. À, ở đây thì chỉ có nhiêu đây chợ thôi. Cái này chị cập tắc rồi. Tham quan chợ xong rồi bỏ cảm nhận thế nào? Nên leo lên xe đi. Đi ra chợ 88 mua cho nó. Nó rẻ hơn. Còn ở đây là cà là 4 đồng mấy 5 đồng à. Đi bộ ra thì tiện nhưng mà đồ mắc quá. Chừng nào kẹt dữ lắm mới giờ lại tiệm này. Kẹt lắm mới lại tiệm này. Ok. Dạ một vòng bữa nay cho biết. Bữa khác mình đi tiệm khác nữa phải không? Dạ. Ok, bye bye. Bye bye.